Kính thưa anh chị em, sáng nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna là song thân phụ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Nếu chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của hai thánh này, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa đã chọn lựa các ngài trong lúc tuổi đã cao niên, sinh được một người con, rồi người con này đã được Thiên Chúa chọn một cách đặc biệt để làm mẹ của chính Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa. Khi chúng ta suy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ thấy một cách đặc biệt, Thiên Chúa đã chọn một con người để con người đó làm mẹ của Đấng Cứu Thế, và người mẹ đó là Đức Trinh Nữ Maria. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe đọc đoạn tin mừng của Thánh Matthew cho chúng ta thấy rất rõ về hai chữ thấy và nghe và thấy. Thấy ở đây là thấy những điều mà Thiên Chúa ban cho những kẻ nhỏ bé, những kẻ thấy được cái chính ơn cứu độ, chính thấy được con người của Đức Giêsu Kitô đã sinh ra tại hang đá Bethlehem. Và Đức Giêsu Kitô đã sinh ra tại hang đá Bethlehem để cho nhiều người được chiêm ngắm ngài, và có nhiều người đã nhận ra ngài. Còn nhiều người, đặc biệt là dân Do Thái, đã không nhận ra ngài. Bởi vì Chúa sinh ra nhưng người nhà đã không đón nhận ngài. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cái điều thấy là cái điều rất đặc biệt của những con người đã được Thiên Chúa cho họ thấy. Những con người đó là những con người bé nhỏ, những con người khao khát ơn cứu độ của Thiên Chúa. Những con người đó là những con người luôn luôn đi theo đường lối của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Thiên Chúa cho họ thấy, cho họ thấy chính ngài, và họ nhận ra ngài để họ tin theo ngài. Anh chị em biết, khi Đức Giêsu đi rao giảng, chắc biết bao nhiêu người đã đi theo chân ngài, biết bao nhiêu người bệnh hoạn tật nguyền đã được đưa tới trước mặt ngài để ngài chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho họ. Và khi chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho họ thì Chúa Giêsu lại giảng đạo. Chúa Giêsu lại giảng cho họ những điều chân thật. Và như thế họ hiểu được Thiên Chúa là ai. Còn chúng ta nghe ở đây, cái chữ nghe ở đây cho chúng ta hiểu thấu. Nghe ở đây, lắng nghe và thực hiện lời của Chúa. Nghe được cái lời của Chúa để thực hiện lời của Chúa cũng không phải là chuyện dễ. Phải có ơn của Chúa Thánh Thần, phải có ơn của Chúa ban, họ mới có thể nhận được cái tiếng của Chúa, nhận được cái lời của Chúa, rồi họ thực hiện cái lời của Chúa trong đời sống của họ. Vậy thì thưa anh chị em, chữ thấy và chữ nghe cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta khi chúng ta thấy một sự kiện nào đó, chúng ta nhận ra một sự kiện nào đó, giúp chúng ta sống tốt đẹp, thì chúng ta thấy sự kiện đó là một sự kiện quý hóa mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho chúng ta nhận ra cái điều chân thật, cái điều tốt đẹp đó, để chúng ta có thể gìn giữ và chúng ta có thể đi theo, chúng ta có thể
sống cái điều mà chúng ta nhận ra được. Còn khi chúng ta nghe lời của Chúa, rồi chúng ta biết thực hiện cái lời của Chúa, khi chúng ta lắng nghe một cách sâu đậm, một cách sâu xa cái lời của Thiên Chúa thấm nhập vào trong tâm hồn của chúng ta, để rồi cái lời đó chúng ta thực hiện cái lời của Chúa trong đời sống của chúng ta, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp. Chúng ta thấy có nhiều vị thánh đã được biến đổi một cách rất đặc biệt nhờ một hành động nào đó, nhờ một lời nói nào đó, nhờ một câu kinh thánh nào đó. Các thánh đã được biến đổi cuộc đời của mình. Từ lúc mà một vị thánh đang sống một cuộc đời khác, tức là sống một cuộc đời bình thường, khi nghe một lời kinh thánh nào đó, hoặc khi gặp một sự kiện nào đó, cái vị thánh đó, cái người đó đã biến đổi cuộc đời của mình để biến thành một con người tốt đẹp hơn, biến thành một con người luôn luôn đi theo con đường của Chúa, thì cái người đó trở thành một con người thánh thiện, trở thành một con người tốt theo ý của Chúa. Và như thế họ đã nhìn và họ đã nghe được chính điều Thiên Chúa cho họ nhìn và chính điều Thiên Chúa cho họ nghe. Anh chị em biết rằng Chúa nói rằng Chúa mặc khải ra cho những con người bé mọn, chứ Chúa không mặc khải ra cho những con người thông thái, những con người cho rằng mình là hiểu biết tất cả mọi sự. Tại sao như vậy? Bởi vì những con người nhỏ bé là những con người có thể gọi được là những con người biết mở lòng ra để lắng nghe lời của Chúa. Để rồi khi họ lắng nghe lời của Chúa như thế, họ thực hiện lời của Chúa trong chính đời sống của họ. Vậy sáng hôm nay khi chúng ta mừng lễ Thánh Gioan Kim và Thánh Anna là song thân phụ mẫu của mẹ Maria, chúng ta hãy cầu xin hai thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để cuộc đời của chúng ta cũng biết thực thi ý Chúa, biết lắng nghe và biết thực thi ý Chúa trong chính đời sống của chúng ta. Amen.